Theo đơn khiếu nại từ phía Mỹ thì Meghan Young được sinh ra ở Mỹ, nhưng đến năm 10 tuổi, gia đình Meghan đã chuyển đến sinh sống tại Philippines. Bố Meghan là người Mỹ, còn mẹ là người Philippines. Ngay cả tên Meghan cũng rất thuần Mỹ, vì thế ít nhất phải coi Meghan là thí sinh mang hai quốc tịch và lẽ ra Meghan phải là Hoa hậu Mỹ. Trước những khiếu nại từ phía Mỹ, Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Thế giới bà Julia Mulley cũng chưa có bất cứ một sự phản hồi hay bình luận nào. Chiến thắng của Meghan Young trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013 đã góp phần giúp Philippines thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới, trở thành quốc gia thứ 3 sau Brazil và Venezuela, giành chiến thắng ở tất cả 4 cuộc thi Hoa hậu danh giá nhất thế giới là Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Trái đất và Hoa hậu Quốc tế. Hơn thế, Philippines còn trở thành quốc gia đầu tiên giành được tất cả 5 vương miện Hoa hậu, bao gồm cả chiến thắng của người đẹp Mutya Datun tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia 2013. Chính vì vậy, nhiều người Mỹ đã tỏ ra không hài lòng với kết quả người đẹp Philippines Meghan Young đăng quang Hoa hậu Thế giới 2013. Đại diện của Mỹ tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay là người đẹp Olivia Jordan đã lọt vào top 10 chung cuộc, tuy nhiên cô đã không đủ điểm để tiến sâu vào vòng cuối cùng của cuộc thi. Có lẽ thất bại này của Olivia Jordan đã khiến quan chức và người dân Mỹ cảm thấy thất vọng và họ cần phải lấy lại chút danh dự cho mình.